Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Putin và tuyên bố dối trả Ngày 22 tháng 6, blog Trần Đông A trên Vi quay tiếng Việt bình luận Sự thật và dối trá qua chiến thăm Hà Nội của Putin. Theo tác giả, trong tuyên bố chung giữa Putin và các lãnh đạo Ba Đình, có hai điểm giới quan sát cho là quan trọng trong tình hình địa chính trị thế giới và khu vực hiện nay. Điểm thứ nhất, hai bên thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nhất trí không gia nhập liên minh hay hiệp ước với bên thứ ba để gây tổn hại cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Điểm thứ hai, Tổng thống Nga nhận định rằng Liên bang Nga và Việt Nam có quan điểm giống nhau về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và khu vực này đang là điểm nóng thứ hai trong quan hệ quốc tế sau điểm nóng thứ nhất ở châu Âu. Và đây là hình bài trên blog Trần Đông A. Tác giả nhận xét nếu công nhận châu Á-Thái Bình Dương là điểm nóng thứ hai có nghĩa Putin gián tiếp thừa nhận tình hình căng thẳng lâu nay trên Biển Đông là một trong những nguồn gốc gây ra điểm nóng ấy và đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam hiện thời. Điểm nóng này chính là do Trung Quốc gây ra với hàng loạt hoạt động vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xác định theo công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, viết tắt UNCLOS năm 1982. Tác giả tiết rằng tuyên bố chung đã không lấy một lời nào đề cập đến biến cố ngang ngược này từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc. Vẫn theo tác giả, dư luận chưa quên phát ngôn trước đây của Putin, ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh, phản bác phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực PCA ở The Hague. Cho nên, tác giả đánh giá tuyên bố chung với Việt Nam nói rằng Nga khẳng định tính phổ quát và toàn vẹn công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển hoàn toàn là những lời nói dối hào nhoáng. Và đây là hình tội phạm đón tiếp tội phạm bằng nghi lễ cấp nhà nước. Ngoài ra, căn cứ những cơ sở pháp lý tại tuyên bố chung dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, rõ ràng Putin đang đối mặt với lệnh bắt giữ ông do Tòa hình sự quốc tế ICC ban hành do các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Vậy tác giả đặt vấn đề, điều mà tuyên bố chung gọi là không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình tranh chấp, có phải là những lời nói dối đáng hổ thẹn hay không? Giờ này tác giả cho rằng đảng không muốn nhắc lại cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc, tiến công đồng loạt vào các tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Đảng cũng không muốn nhắc lại quan hệ của Triều Tiên với Bon Bot trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam. Còn Putin thì muốn Việt Nam quên đi những bài học lịch sử đau thương này để thiết kế một trục địa chính trị mới. Tất cả chúng ta là một, qua Trung Hoa như liền khúc ruột, với nước Nga tai chung một mái nhà. Hệ lụy này tác giả nhận định nếu xảy ra trên thực tế, sẽ là một cơn ác mộng đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, một sự đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Và đây là hình tạo Trung Quốc thường xuyên vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tác giả đề cập đến hiệp ước mới giữa Nga và Triều Tiên cho phép hỗ trợ quân sự lập tức đã bị nhiều nước phản ứng. Điều này cho thấy các cường quốc độc tài đang liên kết với nhau. Tác giả cho biết, ngay khi chuyên cơ của Putin vừa rời phi trường nội bài, đã có tin nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, trợ lý ngoại trưởng, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel thăm Hà Nội hai ngày cuối tuần. Ông đến để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ và Việt Nam và hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ về một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tác giả bình luận, đằng sau sự mượt mà của ngôn ngữ ngoại giao này, các doanh nghiệp và nhà sản xuất hàng xuất khẩu sang Mỹ nóng lòng muốn biết tháng 7 tới liệu Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ bốc nhãn kinh tế phi thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam hay không. Thương mại với Hoa Kỳ có thể đạt tới 145 tỷ đô la, với EU có thể tới 75 tỷ đô la trong năm nay, còn với Nga phấn đấu lên 2,5 tỷ đô la. Tác giả nêu vấn đề, sau hồi cờ đèn kèn trống đón rước một tội phạm quốc tế, liệu bắt cơm sắp đưa lên miệng người dân rồi đây có bị hất khỏi tay hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Putin và tuyên bố dối trá. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cách đưa tin khác biệt giữa báo chí quốc tế và Việt Nam trong chuyến thăm của ông Putin. Ngày 20 tháng 6, BBC Tiếng Việt bình luận, ông Putin tới Việt Nam, quốc tế nói gì khác với báo chí Việt Nam. Theo đó, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam được báo giới không chỉ trong nước mà cả quốc tế quan tâm. Cách tiếp cận và đưa tin về sự việc cũng có sự khác biệt. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, viết về chuyến thăm của ông Putin, nhiều tờ báo trong nước tập trung vào mối quan hệ truyền thống lâu dài giữa Việt Nam và Nga cũng như những hợp tác kinh tế quốc phòng giữa hai nước. Cụ thể như sau, ngày 19 tháng 6, Báo Nhân dân đăng tải bài viết của chính ông Putin với nhan đề Nga và Việt Nam, tình hữu nghị được thử thách qua thời gian. Trong bài viết, ông Putin đã cảm ơn lập trường cân bằng của Việt Nam về cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 20 tháng 6, báo Tiền Phong có bài phản ánh lại nội dung của nhiều tờ báo quốc tế về chiến thăm Việt Nam của ông Putin Tuy nhiên, bài viết đã lược bỏ đi các phần đánh giá tiêu cực, chỉ trích dẫn các đánh giá tích cực. BBC nhận xét, nếu chỉ đọc báo tiền phong, người đọc có thể nghĩ rằng báo chí quốc tế đánh giá rất cao quan hệ Việt Nam và Nga, cũng như chuyến thăm của ông Putin. Trên thực tế, các đánh giá của báo chí nước ngoài nói chung rất đa chiều, bao gồm cả tích cực, tiêu cực, lẫn những đánh giá rất gây gắt. Và đây là hình 21 phát đại bác chào đón ông Putin trong nghi lễ tiếp đón nguyên thủ quốc gia. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander V. Vung từ Hoa Kỳ cho rằng sự biểu lộ của người dân Việt Nam đối với Tổng thống Putin sẽ là thứ mà chính quyền kiểm soát rất ngặt nghèo. Thành ra, người nào mà thích Nga và hoan hô Putin thì sẽ được thoải mái. Thế nhưng những người không thích Putin và thậm chí là muốn phản đối thì sẽ không có đất để thể hiện được cái chuyện đó. BBC cho rằng nếu nhìn sang báo chí quốc tế thì người đọc có thể thấy được nhiều khía cạnh khác. BBC dẫn bài viết ngày 19 tháng 6 trên báo Al -Zariza. bà Lê Thu Hường, phó giám đốc chương trình Châu Á, tổ chức khủng hoảng quốc tế nói rằng: "Quan hệ giữa Việt Nam và Nga sâu đậm hơn, chứ không chỉ là đối tác an ninh quốc phòng. Họ từng ở cùng một phía của lịch sử, họ chia sẻ cùng một lý tưởng chống lại chủ nghĩa tư bản và đế quốc phương Tây. Di sản của lý tưởng chung này vẫn đang tồn tại", bà nói. BBC đề cập đến sự phản đối gay gắt của Mỹ được nhắc tới trong một bài viết ngày 20 tháng 6 trên tờ Financial Times. Tuy nhiên, bài viết này cũng cho rằng đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam đã thành công khi liên tục đón tiếp Mỹ, Trung Quốc và giờ là Nga. Bài viết này dẫn lời ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc một viện nghiên cứu ở Singapore nói rằng: "Chuyến thăm này sẽ có lợi cho ông Putin hơn là cho Việt Nam khi thể hiện rằng vẫn còn quốc gia đang chào đón ông." Và đây là hình Chủ tịch Tô Lâm và Tổng thống Putin duyệt đội danh dự. BBC cũng nhắc đến bài viết ngày 17 tháng 6 trên Reuters đề cập đến tuyên bố gay gắt của người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đồng thời dẫn nhận định của giáo sư Katia rằng chuyến thăm của ông Putin tới Bắc Hàn và Việt Nam nhằm thể hiện rằng các nỗ lực cô lập Nga từ phương Tây đã không thành công, rằng Nga vẫn có đối tác ở châu Á. BBC cho hay bài viết ngày 20 tháng 6 trên trang Fulcrum của Viện Nghiên cứu IC cho rằng truyền thông Nga khả năng cao là sẽ quảng cáo chuyến thăm lần này là một chiến thắng ngoại giao trước Mỹ nhằm đánh tiếng rằng Việt Nam chưa hoàn toàn chuyển sang phe Mỹ. Ngoài ra, bài viết đánh giá rằng Tổng trọng có thể coi việc đón tiếp ông Putin là một thành tựu của đường lối ngoại giao cây tre. Bài viết cũng dẫn quan điểm của giáo sư Vung Viên cho rằng vấn đề buôn bán vũ khí thì tôi nghĩ là sẽ không có trong công bố chính thức của chuyến thăm, nhưng chắc chắn sẽ được nói trong bí mật vì Việt Nam rất cần vũ khí của Nga để mà bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Một bài báo khác được BBC đề cập đến đăng ngày 20 tháng 6 trên bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời giáo sư Chris Miller tại trường lực và ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts tại Mỹ cho rằng Nga đã đưa nhiều vũ khí vốn được dự tính để xuất khẩu tới chiến trường ở Ukraine. Theo bài viết này, đang có một dấu hỏi về khả năng cung cấp vũ khí của Nga sau khi ngành công nghiệp nước này phải tìm kiếm hỗ trợ từ Trung Quốc Triều Tiên và Iran để duy trì cổ máy chiến tranh của mình tại Ukraine. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cách đưa tin khác biệt giữa báo chí quốc tế và Việt Nam trong chuyến thăm của ông Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.